Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 1 đến câu 12. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với nhà vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là một ngôn sứ. Vậy nhưng ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời xui, mẹ bảo: "Cô thưa rằng, xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu của Gioan tẩy giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước mặt khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông Gioan trên mâm, mang về treo cho cô, và cô đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, lời loan báo cảnh tỉnh của Gioan Tiền Hô đến với vua Herode là dấu chỉ Thiên Chúa luôn mời gọi con người chúng ta sám hối và sẽ không bao giờ muộn màng cho một con người biết hoán cải. Ngay ở đời, người ta dễ bị lôi cuốn hướng về điều xấu một cách dễ dàng. Điều này cũng nói đến cách Herode đã hành xử dẫn đến cái chết của Gioan, vị tiên tri được nhiều người mến mộ. Ông tưởng rằng khi dẹp được Gioan thì ông sẽ sống bình an với những sai trái cùng sự ích kỷ của bản thân mình một cách bất chấp. Nhưng ông đã lầm. Lời lên án của Gioan tiếp tục theo nhắc bảo ông, vì đó là tiếng lương tâm, là tiếng mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng của mỗi người để giúp cho chúng ta làm lành lánh dữ. Cho nên con người chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống sai trái mà không bất an. Cách duy nhất để có được bình an đó là sống hướng về đời sống vĩnh cửu. Thánh Ignacio Loyola, mà chúng ta mừng kính hôm nay, là người sáng lập dòng mang tên Chúa Giêsu. Đang trên đà danh vọng của một sĩ quan quân đội Tây Ban Nha, một lần Ignacio bị thương ở chân phải dưỡng bệnh. Trong nhà thương, Ignacio định tìm tiểu thuyết đọc để giết thời giờ mà không thấy. Ngài vô tình cầm cuốn sách về cuộc đời Đức Kitô và hạnh các thánh, được đánh động lương tâm, từ đó khởi đầu một hành trình trở về với Đức Kitô. Là một con người được thôi thúc với việc chăm lo phần hồn của anh chị em mình, Thánh Ignacio tập trung vào đời sống tâm linh, linh thao giúp cho các Kitô hữu. Ngài đã từng nhắc nhở một người bạn của mình: "Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì." Lời này đã giúp cho cải hóa người bạn trở nên một Giêsu hữu, như Ngài đã đưa các linh hồn về với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con khi bắt tay vào việc gì luôn biết phân biệt phải trái, hướng đến sự tốt lành thánh thiện, ngay cả trong suy nghĩ tới hành động. Để như châm ngôn của Thánh Ignacio khi lập dòng tên Et Majorem Dei Gloriam, để Thiên Chúa được vinh danh hơn. Amen.